ván thứ ba của trận chung kết đơn nam. Ở phía gần là Minh Hòa, phía sau là Thanh Tuyền. Ván thứ ba bắt đầu. Minh Hòa phát cầu trước. 0-0. Mười lăm tới, quá hay, vẫn còn. Điểm Thanh Tuyền 1-0. Cầu đã chạm ngược 2 lần. Một đều. Ván thứ nhất Trọng giành chiến thắng 21-16. Ván thứ hai Minh Hòa thắng lại 21-18. Đây là ván thứ ba đang là một đều. Hên quá. Đá cầu hụt và cầu ngoài. Tiếp tục điểm Thanh Tuyền 2-1. Ba một tiếp tục. Lợi thế chỉ là 2 điểm mà thôi. Minh Hòa. Điểm Minh Hòa 2-3. Thầy ghi về lắm. 2-3. Đó thấy không? Không ngoài. Thấy, tại đó thấy mà anh Vinh không được, mà tại anh Thạnh bỏ đi vậy. Ngoài không? Ngoài sao? Nữa rồi. Cầu này mau hư quá. Lại phải đá lại nữa không? Đá lại 2-3. Không qua lưới. Điểm Thanh Tuyền 4-2. Cầm đi nào. Cầm đây, cầm luôn đi. Anh Trọng coi tỉnh tồn quá. 4-2. Năm hai. Chung kết quá kịch tính. Đi tới set 3 là kịch tính dữ lắm rồi. Sáu hai. Số 9 này đã từng quay ở sân đó nhớ không? Đúng rồi. 6-2. Nghe nói trời. Cái gì vậy? Ôi trời ơi, vậy mà nó đá được không? Quá dữ vậy. Rồi công. Vẫn chưa. Câu ngoài. 7-2. Vận động viên số 9 sau khi thắng tài thì cảm thấy quá đuối. Trọng cũng đuối dữ lắm à, đổ mồ hôi dữ. Ơi đừng. Ba bảy à, mới nhỏ mà xếp 3 mà con. Hey.
bước 1 không thành công. Đổi sân, Thanh Tuyền đang tạm dẫn 8-3 trong set đấu thứ 3 của trận chung kết đơn nam. Tám ba. Quá hay. Cả hai bên đều rất hay. Ý. Không qua lưới. 9-3. Con nói điềm tĩnh quá ha. Nói tĩnh tĩnh ha. Không qua lưới. 4-9. Cầu ngoài. Điểm Thanh Tuyền 14. Mười một bốn. Giải nhất đang ở rất gần. Còn mấy điểm nữa à? Đâu phải dễ có cầu đạp được đâu, không khó lắm. Mình phải tự dựng cầu mình mới đạp được, còn cầu qua đâu dám đạp. Điểm Minh Hòa 5-11. Hay kết liễu. Mười hai năm, còn 3 điểm nữa. Win. Khó lắm. 13 năm. Mười bốn năm. Mát thôi. Ủa 13 hả? Trời ơi, tôi bình nhiên nhiên thì tôi cộng điểm từng lớp hết à. Double kill, double kill. Đúng trận chung kết luôn ha. Đó, đẳng cấp. Điểm Minh Hòa 6-13. Thanh Tuyền xin hỏi. Bảy mười ba. Rung quá thầy ơi. Có gì đâu rung trời. Thầy tử em mà. Thầy đứng không mà thầy còn không rung nữa. Nói vậy chứ đưa thầy vô đó chắc thầy cũng rung quá. Chung kết mà, chung kết mà, chung kết mà đẳng cấp có khác. Mười bốn, 14-7. Mát voi. 7 set voi cho Trọng Nobita. 7 mát voi luôn. Hay. Yeah.
Điểm Minh Hòa 8-14. Còn điểm thắng mà lên kèo đi, chết đi. Từ 8 mát vòi thứ hai. Còn ngoài. Người ta đá hụt mà còn ngoài luôn. 9-14. Mát vòi thứ ba. Kết thúc. Rồi bắt tay bạn hay con. Trọng giành giải nhất, thắng chung cuộc 2-1, 21, 16, 18, 21 và 15, 9. Nhất đơn nữ, nhì đơn nữ, nhất đơn nam. Bây giờ sẽ tới nội dung đồng đội nam, ba người.